Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của Chim Tầm Mobile. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm đến từ nhà Meja, một cái chiếc quạt đứng. Nhưng cái chiếc quạt đứng này thì nó sẽ có thiết kế và đóng gói cực kỳ nhỏ gọn. Nó chỉ gói gọn trong một cái hộp đựng như thế này thôi. Và hộp đựng của nó thì sử dụng chất liệu xốp EPS. Với giao diện này thì mình nghĩ là các bạn có thể mở nó ra và trưng ngay ở trong khóc gia đình nhà mình là một điều rất bình thường. Ngoài ra thì chúng ta có thể mang đi trong những cái chuyến đi du lịch và camping. Và để có thể trải nghiệm xem cái kích thước cụ thể của chiếc quạt này nó như thế nào thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình mở hộp và tìm hiểu em nó nha. Rồi. Đấy. Đây là phần nắp. Phần phía dưới này thì có một cái ống nối nè. Mình sẽ để những cái thiết bị này ngay bên hông luôn để cho mọi người dễ quan sát ha. Đây, chỗ này thì cái thanh để sạc điện, cắm sạc ở vị trí này và nó sử dụng sạc Type-C nè mọi người. Đó. Có luôn cả remote điều khiển. Đây là phần cánh quạt và rõ ràng các bạn có thể nhìn thấy là cái độ dày của cái phần thiết kế, phần cánh quạt của nó được tối giản hơn rất là nhiều và nó giảm được hơn 50% và chính xác là 63% so với những cái phiên quạt phiên bản trước đây. Mình để ý thấy thì cái này nó sẽ có 7 cánh quạt nha mọi người. Với những cái cánh quạt mà nó có 7 cánh quạt nhỏ như thế này thì nó sẽ mang lại cái sự cắt không khí một cách nhẹ nhàng hơn và nó cũng sẽ mát hơn. Đối với những anh những xài những cái dòng của Xiaomi và Meja rồi thì các bạn sẽ biết là những cánh quạt này thì nó sẽ cắt luôn không khí nhiều hơn, tự nhiên hơn so với cánh quạt ít cánh. Đó. Ok. Đây là cái phần khung thép nè. Phần khung thép này thì nó sẽ có độ dày khoảng chừng là 3mm thôi mọi người. Nên các bạn sẽ thấy được nó siêu mỏng luôn. Nhưng mà với cái độ mỏng này thì mặc dù chất liệu của nó là chất liệu thép không gỉ nha, nên là mình thấy nó khá là đầm tay. Nhưng mà cái độ mỏng như thế này thì chút nữa mình gắng xem khi mà mình mở cái cấp lớn nhất thì nó có chắc cái phần đế hay không ha. À, đây. Có một cái hay của cái chiếc quạt này nữa, nó chính là các bạn có thể sử dụng cục sạc dự phòng có công suất là 18W để có thể sử dụng cho cái chiếc quạt này. Nó sẽ rất là tối ưu trong trường hợp mà các bạn bị cúp điện nè, hoặc là mình đi camping, mình có một cái cục ắc quy hoặc một cục sạc gì đó để mình có thể cắm cùng điện vô và mình vẫn có thể sử dụng được. Mình sẽ thử test nha. Đây, mọi người thấy nè. Đó. Và với cái chiếc quạt như thế này thì khi mà các bạn sử dụng với một cục sạc dự phòng thì mọi người sẽ rất là quan tâm đến cái thời gian sử dụng đúng không? Khi mà các bạn sử dụng với một cục sạc dự phòng là 10.000 mAh thì theo như thông tin của nhà sản xuất công bố thì nó sẽ có thời gian sử dụng được liên tục lên đến 22 giờ. Và cái số lượng thời gian 22 giờ thì nó có sai số khoảng 1-2 giờ, thì nó còn tùy thuộc vào cái hiệu suất của cục pin khi mà các bạn đang sử dụng. Và với những cái chiếc quạt của Meja thì các bạn sẽ thấy là với cái vị trí làm mát của nó sẽ từ cái góc độ là bao nhiêu mét. Với những cái phiên bản trước đây thì nó sẽ thường từ 15 nè, 18m, 20m. Nhưng với phiên bản này thì nhà sản xuất cũng đã gia tăng được cái khoảng cách làm mát. Ví dụ như khi mà các bạn đứng ở vị trí A là 1m đi thì 30m ở vị trí bên kia thì nó vẫn có thể cấp gió được cho bạn. Tuy nhiên là nó vẫn ở một cái mức độ hạn chế nha, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được rằng cái luồng gió nó có đưa tới người sử dụng khi mà các bạn ở cái vị trí xa là 30m. Hiện tại thì mình đang sử dụng ở cái cấp độ mạnh nhất khi điều khiển với remote. Nhưng mà hầu như mình thấy cái tiếng ồn của nó không có nhiều mọi người. Tại vì độ ồn của em này chỉ có 63 dB. Với một cái chiếc quạt mà công suất của nó là 15W nha mọi người. Một cái chiếc quạt có kích thước nhỏ, gọn, thanh cảnh như thế này. Nhưng mà công suất 15W thì cũng là một công suất ok. Với cái vị trí góc quạt như thế này thì các bạn thấy là nó xoay qua bên ngang và xoay qua bên trái á. Một góc mình ước chừng đâu đó là hơn 180 độ nha mọi người nha. Cái góc của nó rất là rộng và cái vị trí nó xoay lên á là 90 độ, xoay lên trên và xoay xuống dưới. Thì mình sẽ thử test để cho mọi người. Đó, các bạn có thể thấy nè. Thì cái chiếc quạt này mình có thể để lên phía trên. À, và cái việc mà cái quạt mà để lên như phía trên như thế này thì nó sẽ có tác dụng như thế nào? Nó các bạn có thể sử dụng nó như là một cái chiếc quạt đối lưu không khí như vậy á, thì nó sẽ hút lên phía trên xong rồi nó hút đưa xuống đều như thế này. Tác dụng mà làm mát và điều hòa không khí nóng và không khí lạnh trong gia đình của mình, đảm bảo được là cái luồng không khí nó luôn dễ chịu và thoải mái nhất.
Và khi mà các bạn thấy với cái chiếc quạt này, tại vì giá thành của nó không hề rẻ mọi người, giá thành của nó là 1.900.000 đồng, nên khi mà các bạn sử dụng cái chiếc remote không thì nó cũng chưa nổi bật được cái hiệu năng và cái tính thông minh của một cái chiếc quạt với giá thành 1.900.000 đồng như thế này. Thì ngoài cái việc mà các bạn có thể sử dụng bằng thao tác tay và điều khiển bằng remote thì các bạn vẫn có thể kết hợp được thông qua chiếc điện thoại smartphone của mình bằng cách rất là dễ. Và bây giờ thì mình sẽ thử kết nối nha. Đây. Và khi mà mọi người nhìn thấy nè, mình sẽ thử tắt nha. Đó. Tắt quạt. Mình sẽ chỉnh cái này xuống, xong rồi mình sẽ turn on nó lại. Mọi người thấy là mình không có cần phải sử dụng thao tác. Khi mà các bạn sử dụng và điều khiển bằng chiếc điện thoại smartphone của mình á, thì các bạn ở vị trí xa đi chăng nữa thì mình vẫn có thể cho nó mát được. Chẳng hạn như khi mà bạn mới vừa về nhà mà các bạn muốn là vô nhà mình nó phải thoải mái và nó mát liền á, thì các bạn chỉ cần mở cửa xong, chưa cần mở cửa, mình chỉ cần rút điện thoại ra xong mình bật turn on một cái là mình vô nhà là ngay lập tức cái cảm giác thoải mái và dễ chịu nó sẽ làm cho mình vơi đi cái căng thẳng, những cái bận rộn ở ngoài cuộc sống. Ok, mình sẽ cho nó chỉnh các chế độ không khí trong lành nè, kiểu như là cái quạt tự nhiên á, hơi gió tự nhiên. Mình sẽ xem vậy coi. Hơi gió tự nhiên này thì nó sẽ kiểu là nhẹ nhẹ nhẹ, xong rồi nó mạnh một phát. Ở đây thì nó sẽ có hai cái chế độ, một chế độ thổi trực tiếp, một chế độ thổi tự nhiên. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể điều chỉnh theo các cái tính năng khác như là keyming nè, xong rồi chế độ xanh trong lành nè. Đó, ở đây mình có thể thay thế. Nó có rất là nhiều các chế độ luôn, nó đa dạng hơn đó mọi người. Mình sẽ thử cái keyming thử coi. Rồi, cái góc độ của nó nè. Maximum là nó sẽ đạt được góc độ là 90 độ. Mình có thể chỉnh sang một cái góc 60, 30 tùy theo cái sự lựa chọn của mình. Ví dụ như mình các bạn muốn nó ở một cái vị trí ít hơn, hoặc nó tập trung ở cái góc là 30 độ thôi, thì các bạn có thể tùy chỉnh này, xong rồi mình xác nhận. Đó. Ở đây á, nó còn có cái lịch ghi nhớ cho mình nữa. Ví dụ như trong trường hợp mà các bạn đi làm về ở khoảng thời gian là 7 giờ đi, thì các bạn sẽ cài đặt vô đây là 7 giờ nó sẽ tự động nó mở quạt mà không cần mình phải thực hiện thao tác, hoặc là mình sẽ làm những công việc khác. Nói chung là những cái thiết bị thông minh thì nó sẽ giúp cho người dùng tiện hơn, tiện ích hơn. Và vừa rồi là tất cả những trải nghiệm của mình đang giới thiệu cho các bạn về một cái chiếc quạt đứng thông minh đến từ nhà Mijia với phiên bản 09DM. Và tóm tắt lại nha, cái chiếc quạt này các bạn có thể sử dụng bằng cách là cắm nguồn điện trực tiếp với chiều dài của dây là 1,5m. Còn không, trong trường hợp mà các bạn có đi xa hoặc là sử dụng cái chiếc quạt này cho việc camping hoặc là lôi nó lên sân thượng mà không có nguồn điện thì yên tâm, chỉ cần một cục sạc dự phòng với kích thước với dung lượng pin là 10.000 mAh là các bạn đã có thể xài được lên đến là 20 giờ là minimum, và nhiều nhất là 22 giờ. Và nếu như khi mà các bạn sử dụng cái chiếc quạt này thì mình có thể luân phiên thay đổi và sử dụng nó như một cái chiếc quạt đối lưu không khí. Và giá thành của em này thì là 1.900.000 đồng. Mình vừa có thể sử dụng được thông qua remote nè và thông qua chiếc điện thoại smartphone của mình. Nếu như mà các bạn quan tâm hoặc là thích sản phẩm này thì mình chỉ cần nhấp vô đường link mô tả chi tiết ở bên dưới, còn không thì mình có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của Chim Tà Mobile. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.